trung khu mặc xà vương chủ. Lời này của não tổ có ý gì? Trận chiến đó đến cuối cùng, phòng hộ của Ôn Thần Niên cũng đã bị phá vỡ. Chúng ta đều đã nảy sinh ý chí muốn chết. Nhưng mà vào lúc mấu chốt, không gian mặc xào vốn bị đóng lại cũng đã mở ra lần nữa. Hơn nữa, lỗ hổng đó là từ bên ngoài đánh vào. Theo như lời lão tổ nói, sức mạnh đó nếu như có thể từ bên ngoài phá không gian mặc xào, có thể càng mạnh hơn các lão tổ. Sức mạnh này là địch hay bạn? Đối phương giúp các lão tổ thoát khỏi khó khăn, lập trường này không phải rất rõ ràng hay sao? Ai mà biết được chứ? Nếu là như vậy, tại sao không liên lạc với các chiến khu lớn, phải vào lúc mấu chốt mới ra tay? Là cố ý như vậy, hay là có gì hạn chế? Lão tổ, võ giả của thế hệ ta đến cửu phẩm chính là giới hạn rồi đúng không? Có khả năng nào tiến thêm một bậc hay không? Trên cửu phẩm có cảnh giới cao hơn hay không? Tình hình của người khác ta không hiểu. Nhưng tiểu càn khôn của bản thân ta đã đạt đến giới hạn rồi, hết cách để thăng cấp rồi. Cho dù là sức mạnh thuộc tầng tự nào, là địch hay bạn, ít nhất cũng có thể chống lại mặc tộc trên lập trường giống với nhân tộc này. Lập trường như nhau thì có thể lôi kéo. Vấn đề là người đó bây giờ đang ở đâu? Không gian mặc xào chính là do ý chí mẫu xào hóa thành. Đối phương nếu như có thể phá từ không gian bên ngoài, rất có khả năng trực tiếp ra tay với mẫu xào của mặc tộc. Cũng chính là nói, nơi ở của người đó có lẽ chính là ở mẫu xào của mặc tộc. Ta đột nhiên nhớ ra một chuyện. Hậu phương của Vương Thành có một hư không. Trước đó các vương chủ mặc tộc chạy trốn, cũng chính là chạy trốn về hướng đó. Nếu như mặc tộc thật sự có mẫu xào, chỉ có thể ở phương hướng kia. Có khả năng. Tóm lại chiến tranh vẫn chưa kết thúc, để tướng sĩ quan nội nghỉ ngơi thêm nhiều nơi. Ta có dự cảm. Chiến đấu tiếp theo có thể sẽ càng nguy hiểm hơn bất cứ lúc nào. Rõ. Chiến khu ở các nơi yên bình. Tiêu diệt được vô số mặc tộc. Các tướng sĩ của nhân tộc vẫn chưa hưởng thụ được mấy ngày yên ổn, lại lần nữa đi vào trạng thái chiêng trống rùm beng. Vô số lâm, hư không của hậu phương vương thành mặc tộc. Trước khi các chiến khu lớn yên bình, nhân tộc căn bản không có năng lực đi vào trong đó. Bây giờ, hư không thần bí này cuối cùng cũng đã xé nát màn sương mù đối với nhân tộc. Một tháng sau, tiểu càn khôn của Dương Khai ở trong sân. Mấy ngày hôm trước, ta phái trinh sát đi vào hư trong hư không để kiểm tra. Phát hiện trong đó có một vài cái xác bị tàn phá của mặc tộc bắt ngang qua, cực kỳ bất thường. Kết quả khi trinh sát đi vào đó điều tra, đột nhiên bị một loại thần thông nào đó tập kích. Nếu như không có chiến hạ bảo vệ, chỉ sợ sẽ xuất hiện thương vong. Thần thông còn sót lại. Đúng, mặc dù không biết cách bao nhiêu năm tháng, uy lực cũng không nhỏ, nhưng những mặc tộc chết đi có lẽ là chạy trốn từ vương thành trước đó. Khi xông vào hư không kích phát những thần thông kia, kết quả đều đã chết ở đó. Uy năng mạnh cỡ nào? Tương đương với một kích của thất phẩm khai thiên. Uy năng quả thật không nhỏ. Thần thông còn sót lại như vậy nhiều không?
Những thần thông này rõ ràng, một mắt có thể phát giác được. Có cái thì cực kỳ bí ẩn. Hơn nữa, ta nghi ngờ không chỉ có thần thông, còn sót lại. Có thể còn có rất nhiều cấm chế. Cấm chế? Không sai. Ta nghi ngờ trước đây đã từng có sức mạnh tranh đấu với Mặc tộc trong hư không kia. Những thần thông đó chính là sau khi bọn họ ra tay để sót lại. Cấm chế e rằng do bọn họ bố trí để lại. Thần thông hải. Cái gì? Năm đó, ta ở Phá Toái Thiên, đã bị cường giả truy đuổi, bất đắc dĩ phải đi về vùng đất tổ Thánh Linh. Thần thông hải ở bên ngoài vùng đất tổ Thánh Linh kia chính là che giấu vô số thần thông. Người xông vào, cho dù là bát phẩm khai thiên, cũng chưa chắc có thể bảo đảm được tính mạng. Đệ tử lúc đó còn cho rằng những thần thông này là do Thánh Linh hóa thành, sau đó mới biết là một vài đại năng thượng cổ vì để phong ấn một vài cự thần linh màu đen mà để lại đường lui. Tình hình của hư không ngược lại là có chút tương tự. Thần thông hải, ta cũng đã từng nghe qua, nếu như vậy, bố trí thần thông hải và thần thông còn sót lại trong hư không, rất có khả năng là người thượng cổ. Có lẽ bọn họ đã từng xảy ra đại chiến với Mặc tộc. Chờ đã, thần thông hải, phòng bị là cự thần linh màu đen bị phong ấn. Vậy thủ đoạn phòng bị phần còn sót lại của vùng hư không kia lại là ai? Mặc tộc mẫu sao? Chỉ có loại khả năng này, mẫu sào ở vị trí sâu hơn, nhiều thủ đoạn ở bên ngoài, là vì để phòng bị mẫu sào ở bên Mặc tộc. Truyền lệnh xuống dưới, khi đi nhất định phải cẩn thận, nhưng có bất thường lập tức báo lại. Vâng. Con đường phía trước đều trải đầy gai góc. Nhưng mà cũng có một điểm tốt. Điểm tốt? Nếu như con đường phía trước trải đầy gai góc, vậy Mặc tộc chạy trốn, có lẽ cũng không còn mấy người sống sót. Bọn họ cũng xem như là mở đường cho chúng ta rồi. Cũng đúng. Mấy ngày sau, đại diễn ở hư không vượt mọi chông gai đi về phía trước, thỉnh thoảng lại phát động thần thông hoặc cấm chế được che giấu, bộc phát sóng năng lượng. May mà thể lượng của đại diễn lớn mạnh, lại có phòng hộ rất mạnh. Những năng lượng bộc phát này không thể tạo thành uy hiếp đối với đại diễn. Đấm có cái chân cũng không có chút sức lực, còn nói là thất phẩm, phạt ngươi thêm một canh giờ. Vĩnh chỉ tạ ơn. Kia là... Nếu thấy hay các bạn hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.